Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiện Đức Tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào quý Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 402. Trước khi bước qua đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratana Taya Sawanda Mu Uttho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbakaro Vicchetakko Lokasasathaya Chanadhammako Vidovanda Mahantam Narappu Chanayyatam Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Này Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Thoát Trăng Tôi Thường Vô Chủ Trí Năng Vô Lượng Từ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con Xin Đại Lễ Phật Ân Đảng Cho Thiên Chủng Nhân Dân Cúng Dường Tham Mô Bà Đi Bồ Vy Tá Sá Sá Thu Nô Lô Cà Nó Mình Thác Sá Vy Nà Cá Rô Cô Tháp Bà Nhu Vô Thóc Bà Ti Cù Tí Sân Nhá Tô Hoành Đà Bà Hình Tần Nó Rá Phù Cái này giác tầng Pháp Bảo Vy Nhi Ánh Vàng Như Lai Soi Sáng Vẹt Mạc Vù Minh Phá Tan Lầm Đặc Chúng Sinh Đại Diện Phật Tổ Quân Minh Rõ Ràng Con xin đại lễ Pháp Đảng cho công chúng Nhân gian cúng dường Sân khô quý số thô thú gắt tá xa xa quốc cô xế khà thú tà mô quá lắc thầm và xế khà cô niên đà và sân xa đi hạc nà đá rô quá rô quần đà mô hình tầng lá rô phù. Cho này dạ cần, tăng bảo thêm văn Phật đà tầm hộp môn rõ để mà thoát thân. Đất ngài thanh tịnh ly trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Ratana Taya Teche Nasikha Me Tuwa Thanan Tasa Vya Lupa Ve Nasana Saye Nasikatu Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấm hóa thông minh học hành mong nhờ duy danh hộ cho con học quả cao Nam Mô Bụt Thầy Gia Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 402. Alo. Quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Rồi có thấy bài học không ạ? 1, 2, 3, nghe rõ. Rồi sao câu sao? Rồi, bài học đưa lên rồi ha. Câu Phật ngôn 402. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Yo dukkhasabacchanati. Yo dukkhasabacchanati. Yo dukkhasabacchanati. Đó là câu thứ nhất ha. Bây giờ câu số 2. Ithe wakhayamattano. Ithe wakhayamattano. Ithe wakhayamattano. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Yo duk Kasabachana ti ithe wakayamattano Yo dukkhasabacchana ti ithe wakayamattano Yo dukkhasabacchana ti ithe wakayamattano Bây giờ câu số 3 Bành nha phà răng quy sần vô tần Bành nha phà răng quy sần vô tần Bành nha phà răng
we sang you tang tamahang pro me brahmanang tamahang pro me brahmanang tamahang pro me brahmanang banaparang we sang you tang tamahang pro me brahmanang banaparang we sang you tang tamahang pro me brahmanang banaparang we sang you tang tamahang pro me brahmanang. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Yo đốc kha sa bát cha na ti thề quát kha yam mắt ta no ban na pha rằng quý rằng vô tăng tam hằng phù mi tâm mắt năng yo đốc kha sa bát cha na ti thề quát kha yam mắt ta no ban na pha rằng quý rằng vô tăng tam hằng phù mi tâm mắt năng yo đốc kha sa bát cha na thi thề quát kha yam mắt ta no ban na pha rằng quý rằng vô tăng tam hằng phù mi brahm ma năng. À còn một cách đọc khác là không phải đọc một hơi nha. À chị Kim Nhung nói chữ na này là na nào đây? À chị na, chị nhá là chữ nào? À cái đọc thứ hai vô đúc khai sa ba cha na thị thề quá khai giam mắt ta nô bành na pha răng quý sân vô tăng tam hằng phù mi brahm ma năng. À rồi nghe lại ha. Vô đúc kha sa pa cha na ti thề quát kha yam mắt ta nô ban na pha rằng quý sam yu tăng tam hằng phù mi brahm ma năng. À huynh danh nhật hà đưa lên câu số 3 ha. Câu số 3 khi mà chữ n có dấu ngã thì chúng ta đọc là ban nha ban nha, còn ở đây không có dấu ban na chữ ban, còn chữ có dấu ngã ở trên thì chúng ta cũng đọc là chữ ban nha ha. Còn chữ này không có dấu thì chúng ta đọc là ví dụ subati banno, chữ banno là đầy đủ ha. À thì ở đây chữ ban ban na pha răng cũng vậy. Rồi như vậy là xong giọng kinh ha, có hai cách đọc ha. Bây giờ qua giọng kệ. Hú quá trời luôn, cái gì nó hú? Dạ gái thì có chứ cái gì hú. Rồi muốn hay khú thì rút cái thích ra. Rồi bây giờ qua giọng kể ha. Đây là một câu có tám âm tám từ thì chúng ta chia làm hai ha. Vô đốc kha sa ba cha na tỳ ni thê quá kha ya man ta nô bản na pha răng quy sanh dụng tăng ta ma hằng phù mi brahm ma năng yo đốc kha sa bản cha na tỳ ni thê quá kha ya man ta nô bản na pha răng quy sanh dụng tăng ta ma hằng phù mi brahm ma năng yo đốc kha sa
Bang chana ding e te waka yaman dano banna parang we sang yon tang ta mahang po mi pram manang ai từ trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát ta gọi bà La Môn. Alo, rồi xin mời quý vị. Chị Mita, chị Kim, chị Kim Nhung, chị Kha. Rồi, nhiều vậy là tứ diệu đế ha. Rồi, xin mời. Ôi, chị Tiền Vũ nữa, ngũ căn hay ngũ lực đây không biết nữa. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ Hoàng Ngô Tam Bảo. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 402. Vô đúc khách sát bát trà na tí y thề quá khá giá mắt ta nộ. Bành na phà rằng quy sẵn dốt tăng ta ma hằng bù mi pram ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô, trường âm thông thường, đúc, khách là hai trường âm nhấn. Xá, bá, hai đoạn âm. Cha, na, hai trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Ý, đoạn âm. Thê, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Khá, giá, hai đoạn âm. Mắt, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Con đọc lại hai câu. Vô đúc khách sa bát trà na tí y thề quá khá giá mắt ta nô. Con phân tích câu 3 và câu 4. Banh, trường âm nhấn. Ná, đoạn âm. Pha, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dút, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, má, hai đoạn âm. Hăng, trường âm theo giọng nguyên âm. Pru, trường âm thông thường. Mí, đoạn âm. Pram, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc lại câu 3 và câu 4. Bành na pha răng vi sang yut tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ, con đọc lại hết bài. Vô đúc khách sa ba cha na ti y thề wa kha ya mat ta no. Bành na pha răng vi sang yut tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Vô đúc khách sa bát cha na tí y thề wa kha ya mat ta no. Bành na pha răng vi sang yut tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát ta gọi bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Vô đục khách xa bà cha na ti y thê hoa kha và mắt ta nô. Bành na pha răng quỳ sang vua tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con kính mời dì kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử.
Thôi nghe rồi. Sư, cái máy của sư trước khi đi ngủ sư sư cắm điện, sư chạc nó đầy đi, lúc nào sư cũng chạc nó đầy hết, để khi mà vô lúc học nó khỏi cái hú sư. Nó hú hú con tưởng tặc răng nó ghé chùa sư, nó hú nó kêu mấy thằng cọp lại sư. Còn bữa nay con thấy sư giọng nhẹ nhẹ nhiều quá, chắc sư đó, hồi tối hôm qua đó sư mệt đấy sư, tối sư ngủ không được. Nhưng mà thôi con cũng chúc sư được khỏe mạnh. Còn sư đừng có nhát nha, sắp chết rồi. Sư nói câu sắp chết rồi, con không sợ chút nào hết, sư đừng có hù. Tại vì ai cũng sắp chết hết trơn, không có người nào không tránh khỏi cái đường hết trơn á. Cái quan trọng nhất á là lúc nào mình chết mình quyết không hả, rồi chết ra làm sao, sau khi chết đi về đâu mới là quan trọng đó sư. Còn ai cũng chết hết, đâu có sợ gì đâu. nói cho vui vui vậy, cho sư nghỉ lâu lâu, sư uống trà hả sư ha. Thôi con đi đọc. Biết rồi, nói mãi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Ôi giời ơi, nói hoài, nói như gì vậy không sư? Con tưởng sư đi uống nước trà rồi với sư cũng còn nữa hả? Thôi được rồi, để con trả bài cho rồi nha. Có nhiều người đứng sắp hàng vậy, tứ đế rồi ngũ lực ngũ quyền rồi thất giác chi rồi bắt chánh đạo lùm la, sư nói hay thiệt á, khổ thiệt. Đời là đúc khá mà Đức Phật nói rồi, khổ thiệt chứ đâu khổ giả đâu. Ok thôi, để đợi cho rồi đi, đừng khổ nữa. Học pháp đi làm chi, học pháp cái gì khổ đó chứ mà khổ hoài vậy. Thôi con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 402, âm thanh nghe rõ ràng được phải không? Thôi giờ nghe đi. Vô dukkha sapaccha na ti thề wakayattano. Vô dukkha sapaccha na ti thề wakayamattano pannaba rằng quý sằng dục cần tamahang ro mi rammanang. Vô dukkha sapaccha na ti thề wakayamattano thành na bà rằng quý sằng giúp tằng tam hằng rù mi rầm ma nằng. Phân tích câu 1, câu 2. Vô chữ âm thông thường dukkha, hai chữ âm ngắn, xá phá hai đoạn âm, cha cha na hai chữ âm thông thường, tí đoạn âm câu số 2, ý đoạn âm, thề chữ âm thông thường, quá khá giá quá khá giá ba đoạn âm, mắt trường âm nhắn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô đúc khát sa pha cha na ti thề quá ca yam mắt ta nô phành na pha rằng quý sẵn giúp tăng ta má hằng rù mi rầm má nặng. Phân tích câu 3, phành trường âm nhắn, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, răng này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chứ không phải cái răng đâu nha. Quý đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giúp trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, phân tích hoài lần nào cũng có em này hết. Tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rù trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và sau đó là ca kệ. Thành ná pha răng quý sân giúp tăng tá má hằng rù mi râm má năng. Vô đúc khát sá phá đà nà ti thề quá ca yam ta nô thành na pha rằng quý sằng giúp tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Vô đúc ca sa pha cha na ti thề quá ca yam mắt ta nô thành na pha rằng quý sằng giúp tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Vô đúc ca sa pha cha na ti thề quá ca yam mắt nô phần na pha răng quy sang yuk tăng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Vô đúc khà sa pha cha na ti y thế wa kha ya mắc ta nô phần na pha răng quy sang yuk tăng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát,
ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, đọc nói một hơi muốn hết nước miếng luôn, đọc muốn khô nước miếng luôn. Thiếu điều quá quá cố hết sức rồi đó, muốn điều quá cố luôn. Không thấy Phật Pháp Online cho cái bông hoa nở trơn á, nói không à. Cảm ơn quý vị đồng men vậy đó, Hồng Thiên Dung cho bông cho hoa, vỗ tay vỗ chân tịnh tâm vậy đó. Cảm ơn nha, mời quý vị kế tiếp nghe. À, tự đọc tự sướng nha. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn 402. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Yo dukkhasabacana ti ithe wakhayamatta no banna pharang quy sằng yut tằng tamahang pro mi brahmanang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo trường âm thông thường, dukkhas là hai trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường. Tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quá, khá, giá là ba đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Yô đúc khá sa ba chà nà ti y thề quá khá gia mát ta nô. Yô đúc khá sa ba chà nà ti y thề quá khá gia mát. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ban là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo dukkha sabacana ti ithe wa. Con xin đọc lại. Yo dukkha sabacana ti ithe khayamattano bản na phà rằng quy sằng yut tằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Yo đúc khát sa ba cha na ti y thề quá khá gia ma ta nổ bản na phà rằng quy sằng yut tằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Yo đúc khát sa ba cha na ti y thề quá khá gia ma no banna pharang vi sang yut tang tamahang pro mi brahmanang. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ sư giáng giữ sức khỏe ạ. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô Pháp Cú 400. Yô đúc khát sá pa cha na ti y thề wa kha ya mát ta nô. Thành nắp hà răng quy sang chút tăng tam ma hằng trụ mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yô trường âm thông thường, đúc khát hai trường âm nhấn, xá phá hai đoạn âm, cha na hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, ý đoạn âm, thê trường âm thông thường, quá khá giá ba đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường,
con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo duk khasapachana ti ithe wa khayamattano. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Phanh, trường âm nhấn, ná, phản âm, pha, trường âm thông thường, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, đoạn âm, sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhút, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru, trường âm thông thường, mí, đoạn âm, brầm, trường âm nhấn, má, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Thành na pha răng quý sang rút tăng ta ma hằng mi rằm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 402. Yo đúc khát sa pa na cha na ti y thề wa khaya mát ta nô. Thành na pha răng quý sang rút tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Yo đúc khát sát pha cha na ti ít thề qua khaya mát ta nô thành na pha răng quý sang rút tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Yo đúc khát sa pha cha na ti ít thề qua khaya mát ta nô thành na pha răng quý sang rút tăng ta ma hằng ru mi rằm ma năng. Ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong câu pháp cú ngày hôm nay, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Đoan Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ với cô tiên nữ, con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc bài. Yo duk khasapachana ti ithe wa khayamattano hanapha rằng với sang nhất tầng cá ma hằng gồm với tầm ma năng. Con phân tích câu 1 và 2. Yo trường âm thông thường, duk khas hai trường âm ngắn, sát phá hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, ý đoạn âm, thê trường âm thông thường, quá khá giá ba đoạn âm, mát trường âm ngắn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường, vô đức khát sát khát trà nà tí ít thề quá khá giá mát ta nô. Câu 3 và 4. Thành nát thà rằng quý sân nhất tầng ta ma hằng đường với trầm ma nằng. Thành trường âm nhấn ná trọn âm. Thà rằng, thà trường âm thông thường. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lý trọn âm. Sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhút trường âm nhấn. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rung trường âm thông thường. Lý đoạn âm. Râm trường âm nhấn. Má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thành thành má thà rằng quý sân nhất tần tác má hàng dùng quý trầm má năng. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi là Bà La Môn. Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin phép được kể. Về đinh khá xá pha cha na ti y thê hoa khá gia mân ta nô thần na pha lắm vi sân vi đồ tầm ta ma hân đừng mi tâm ma lần. Dạ, con đã đọc xong, con có sai xin xét sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con kính chư ân sư và đạo tràng, con kính mời xích Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư chú Đức, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 402. Vô đức
Kassapacha na tu y thề Vakayamattano pannaphara Isang yut tăng tamahang Phu ngu tâm ma nằng Yô đức Kassapacha na tu y thề Vakayamattano pannaphara Isang yut tăng Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô đức Kassapacha na tuy ý thề Vakayamattano. Vô là trường âm thông thường, đức Kass là hai trường âm ngắn, xá xá tá là hai đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quá, khá, giá, ba đoạn âm, mát là trường âm ngắn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Vô đức Kassapacha na tí y thề Vakayamattano. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tam na pha rằng ni sang yit tăng tá ma hằng cù mi cầm ma nằng. Tam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, răng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, dứt là trường âm nhấn, tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, cù trường âm thông thường, mí đoạn âm, cơm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, tam ma pha rằng ni sằng yết tằng tá ma hằng cù ni cầm ma nằng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 402. Vô đức Kassapacha na tu y thề Vakayamattano tam ma pha rằng ni sằng yết tằng tá ma hằng cù ni cầm ma nằng. Vô đức Kassapacha na tu y thề Vakayamattano tam ma pha rằng ni sằng yết tằng tá ma hằng cù ni cầm ma nằng. Dạ con xin đọc lại ạ. Vô đức Kassapacha na tu y thề Vakayamattano tam ma pha rằng ni sằng yết tằng tamahang phu mi cầm ma nang. Yô đức khá sa pa cha na ti y thê hoa khá ya mát ta no tam na pha răng y sang yu tăng tamahang phu mi cầm ma nang. Ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hưởng Thức Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ có gì sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ cảm ơn sư Chú Đức. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ cảm ơn anh Trần đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ con kính lãnh lễ ngài Tri Đức, con kính lãnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin chào bài. Vô đức
Kassa Pacha Na Ti Ithe Wakaya Mattano Banna Farang Visang Yutang Tamahang Bhumi Brahmanan. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo Dukkhassa Pacana Ti Ithe Wakaya Mattano. Yo trường âm thông thường, Dukkhas là hai trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, cha na hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, ký đoạn âm, thê trường âm thông thường, quá á giá má, ba đoạn âm, nát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Yo Dukkhassa Pacana Ti Ithe Wakaya Mattano. Câu 3-4. Banna pha rằng quý sằng dư tằng ta ma hằng phù mi pram ma nằng. Ban trường âm nhấn, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, quý đoạn âm, sân là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, dư trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, phù là trường âm thông thường, lý đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Bành na phà rằng vi sần dư tằng ta ma hằng phù mi brum ma nằng. Yô đúc khá sa pa chà nà ti y thề qua khá ya mắt ta nồ. Bành na phà rằng vi sần dư tằng ta ma hằng phù mi brum ma nằng. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin kệ. Yo Dukkhassa Pacana Ti Ithe Wakaya Mattano Banna Pharang Visang Yuttang Tamahang Bhumi Brahmanam. Dạ, con đã xong, con có sai xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa, con xin tra mắt lại. Alo, 123, 123, Quỳnh An Trần, chờ chút ha. Chiếc Hà phân tích thì không có sai, giọng kể thì cũng hay, nhưng mà trong cái giọng kinh á, alo, Sik Hà, chú ý ha, câu 1, câu 2. Xá là đoạn âm, ha, Khaya là đoạn âm, nhưng mà những cái đoạn âm này tại sao kéo dài? Sik Hà, chú ý lại ha, những đoạn âm đó chúng ta phải đọc nhanh lên. Chứ đừng có kéo dài những đoạn âm đó. Ví dụ Yô Đúc Khát Sá Bá Chà Nà Tí thì chữ xá này á, chữ bá này phải đọc nhanh. Sá Bá Chà Nà Tí, chứ đừng có kéo dài. Đúc Khát Sá Bá Chà Nà Tí, chữ xá kéo dài lắm. Đó là một trong câu số 1 ha. Rồi câu số 2. Y Thề Quá Khá Giá Mắt Tá Nô thì y thề quá, chữ khá giá kéo dài. Khi mà đoạn âm kéo dài thì trường âm nó mất giá trị, và nó không có cái oai lực khi mà chúng ta đọc đúng giọng. Thì đọc đúng giọng tức là trường âm phải kéo dài, đoạn âm thì đọc nhanh. Nhưng mà Sik Hà, chữ xá kéo dài, chữ khá giá kéo dài, cái đó là không có ổn ha. Yo Đúc Sa Pa Cha Na Ti Y Thề Quá Khá Giá Mắt Y Thề Quá Khá Giá Mắt Ta Nô ha. Rồi Sik Hà cố gắng sửa dùng chỗ này ha. Rồi mời Huynh An Trần. Nam Mô Bụt Thầy Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con kính
Con xin đọc kinh Pháp Cú số 402. Yo dukkhasappa jānāti ithe vakkhayamattano panarārang visangputtang tamahang rūmiramanang. Yo dukkhasappa jānāti ithe vakkhayamattano panarārang visangputtang tăng tam ma hằng trụ mi gầm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo dukkhassa pajānāti ithe vakkhayamattano. Yo là trường âm thông thường, dukkhass là hai đoạn âm, dukkhass là hai trường âm nhấn, sa là đoạn âm, phá là đoạn âm, jāna là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, khá là đoạn âm, khá giá là hai đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại và phân tích câu 3, câu 4. Yo dukkhassa pajānāti ithe vakkhayamattano panarārang visangputtang tamahang rūmiramanang. Panarārang visangputtang. Panarārang visangputtang. Tham là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, ba răng là hai trường âm, ví là đoạn âm, sang quýt tăng là ba trường âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Yo dukkhassa pajānāti ithe vakkhayamattano panarārang visangputtang tamahang rūmiramanang. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ, diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát, đứng đầu và la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức. Con kính cảm ơn Thọ Càng. Con xin mời đạo hữu Tô Thị Phụng. Alo, 123, 123, sư Phụng chờ một chút ha. Lập đi lập lại câu số 3. Huynh ân cần chú ý nha. Bành ná phà rằng chữ bành ná Quỳnh đọc ở chỗ này giống như là đoạn âm ha. Nó là một trường âm nhấn, nhưng mà Quỳnh đọc nó thành ra như là một đoạn âm ba ná. Thì bành ná phà rằng chữ bành ná này Quỳnh chú ý một chút ha, và đọc rõ một chút. Hôm nay thì sự phân tích của Huynh An Trần rất là rõ ràng. Nhưng mà trong cái dòng đọc, khi mà phân tích chữ banh ná thì Huynh phân tích đó là trường âm nhấn chính xác. Nhưng mà khi đọc thì Huynh đọc giống như là chữ banh ná phà rằng. Huynh chú ý chỉnh lại chỗ này ha. Rồi, sa thu Huynh An Trần. Xin mời sư Tô Thị Phúng. Dạ, con xin kính lễ Tam Bảo gồm Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức. Con xin kính lễ Sư Trí Đức. Con xin kính lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu Pháp Cú 402. Vô đúc khát sa ba cha na ti ithe wa khaya ma ta no
Bàn na phà rằng vi sàng dút tăng ta ma hằng rù mi phạm ma năng dù đúc khát sa ba chà na ti y thề qua khai gia ma ta nộ Bàn na phà rằng vi sàng dút tăng ta ma hằng rù mi phạm ma năng. Dạ con xin được phân tích. Vô trường âm thông thường đúc trường âm nhấn, khát trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, cha là na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, thê trường âm thông thường, quá khá giá là ba đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Dạ câu 3, câu 4. Ban trường âm nhấn, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin được đọc lại. Yo duk kha sa ba cha na ti y thề wa kha ya ma ta no ban na pha rang vi sang yut tang ta ma hằng ru mi pram ma năng. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin cảm ơn tất cả đạo tràng, xin cảm ơn quý đạo hữu đã giúp đỡ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên và kính lễ cô tu nữ Phúc Hành và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 402. Dạ. Yo dukkha sabbacchana ti ithe wakkha yamattano banna pharang visang yut tang tamahang ru mi ram ma nang. Yo đút khát sắp bát trà nà tí y thề quá khát giác mắt ta nồ bàn na phà rằng quy sẵn giúp tặng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Yo đút khát sắp bát trà nà tí y thề quá khát giác mắt ta nồ yo đút khát sắp bát trà nà tí y thề quá khát giáp mắt ta nồ. Dạ vô là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá là đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, khá là đoạn âm, giá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu số 3 và câu số 4 phân tích à. Bành na bà rầm quy sằng dút tầng tá ma hằng rù mi rầm má nằng. Bành na bà rầm quy sằng dút tần ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ ban là trường âm nhấn, á là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo dukkha sabba
cha na ti yo đút khát sáp bà na tí y thề quá khát giá mắt ta nồ bành nắp bà rằm quý sằng vút tằng ta ma hằng rù mi rằm má nằng. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Dạ, con cũng xin kể. Yô nút khá xá bà cha nà thị à thê quá khá và mắt ta nô bánh na ba răng quy sang dụt tăng ta ma hăng rú mi râm ma nặng. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin Ngài Trí Đức và toàn thể đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ, con kính cảm ơn và tri ân Ngài và bác bài và dạy. Dạ, con cảm ơn đạo tràng và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin lãnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 402 hôm nay ạ. Dạ, để con coi bài. Dạ. Yo đúc khát sa ba cha na ti y thề wa kha ya mát ta no ban na pha rằng quy sang yut tăng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Yo đúc khát sa ba cha na ti y thề wa kha ya mát ta no ban na pha rằng quy sang yut tăng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo là trường âm thông thường, đúc khát là hai trường âm nhấn, xá, bá là hai đoạn âm, cha, na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quá, khá, giá là ba đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Yo đúc khát sa ba cha na ti y thề wa kha ya mát ta no. Và câu số 3 và câu số 4. Bành na pha rằng quy sang yut tăng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Bành là trường âm nhấn, na là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bành na pha rằng quý sằng yut tăng tá má hăng bru mi brum má năng. Dạ, con xin đọc lại. Yo đúc khát sa ba cha na ti y thề wa kha ya mát ta no ban na pha rằng quy sang yut tăng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ.
Yodukhasa bachanati itewaha yamantano Manafarang wisang yutang tamahang brumi pramanang Yodukhasa bachanati itewaha yamantano Manafarang wisang yutang tamahang brumi pramanang. Dạ con đã đọc bài xong, dạ có sai con xin nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con xin mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ cảm ơn Quỳnh An Trần đã post bài. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý cô tu nữ và con xin đảnh lễ quý sư, con xin chào quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 402. Yodukhasa bachanati ithe wakayamattano banafarang wisang yuttang tamahang prumi brahmanang. Yodukhasa bachanati ithe wakayamattano. Yo là trường âm thông thường, đúc trường âm nhấn, khát trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, chà na hai trường âm thông thường, tí ý hai đoạn âm, thê trường âm thông thường, quá đoạn âm, khá đoạn âm, giá đoạn âm, mát trường âm nhấn, đoạn âm nô trường âm thông thường. Yo dukkhasapajjana ti ithe wakamattano banafarang wisang yuttang tamahang brumi brahmanang. Ban trường âm nhấn, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, sang trường âm nhấn, dứt trường âm nhấn, tăng trường âm, con xin sám hối con đọc sai, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hằng, tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, prom trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban na pha rằng quý sang dứt tăng tamahang brumi brahmanang. Con xin đọc lại từ đầu. Yodukhasa pachanati ithe wakayam. Yodukhasa pachanati ithe wakayamattano banafarang wisang yut tăng tam hằng phù mi phàm man năng yo đúc khát sa pa cha na ti thề wa kaya mat ta no ban na pha rằng quý sam yut tăng tamahang brumi brahmanang. Con xin đọc lại một lần nữa. Yodukhasapajjanati ithe wakayamattano banafarang wisang yuttang tamahang brumi brahmanang. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ diệt ngay khổ sầu.
bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát, đứng đầu Bà La Môn, là của Thượng Tọa Di Đức. Ai giữ trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mắt, con sai, con xin sư sửa giùm con. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý bà và quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ 402. Giờ được ca sa chan na ti in thề quá khai giá mắt Tano bằng ngã nát na pha rằng vi sằng hụt tằng ta mà hăng phu mi pháp mà năng. Con xin đọc lại. Giờ được ca sa pa cha na ti in thế hóa khai gia mạt ta nơ bằng na tam pha bằng na pha rằng vi sằng hụt ta năng à mà hăng phúc mi pháp ma năng. Con xin đọc hai câu đầu và phân tách. Giờ được các sa pa cha na ti in thế hòa khai giá mắt ta nở. Giờ là trần âm thông thường, đức kha là hai trần âm nhấn, sa pa là hai đoạn âm, cha na hai trần âm thông thường, tí đoạn âm. Ít thế và ít là đoạn âm, thế là trần âm thâm thường, quá là đoạn âm, kha giá là hai đoạn âm, mắt ta nơ, mắt là trần âm nhấn, tá là đoạn âm, nơ là trần âm thâm thường. Và xin con xin đọc hai câu kệ sau ạ. Bàn nát phá rằng quỳ xăm dứt ta năng ta ma hăng phù mi pháp ma năng. Pan là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vi sang vi là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut tàng yut là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta ma hăng tá má là hai đoạn âm, hăng là trần âm đọc theo giọng nguyên âm, pru mí pru là đoạn là trần âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trần âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trần âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin kể.
Yo tu ca sa pa cha na ti i te wa ka ya ma ta no ban nya pha rang vi sang wan wan na pha rang vi sang vu tang ta ma hang pu ni pa ma nang Yo dukkha sa pa cha na ti itte wa kha ya ma vin ta na ban na pha rang vi sang vu tang ta ma hang pru ni pa ma nang ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát ta gọi là Bà La Môn. Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin hết và xin quý vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô Tự Duyên và con kính lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào đạo tràng. Và con niềm từ cảm ơn đạo tràng đã cho mình tôi biết và âm thanh rõ. Và hiện niềm từ xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 402. Câu 402. Yo dukkha sabbajana ti ithe wakaya mattano banna pharang visang yuttang tamahang pumi brahmanang. Yo dukkha sabbajana ti ithe wakaya mattano banna pharang Quy sẵn giúp tăng ta ma hằng phù mi phạm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo dukkha sabbajana ti ithe wakaya mattano. Dạ, câu số 1. Yo là trường âm thông thường, trước là trường âm nhấn, khas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá là đoạn âm, chana là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Và câu số 2, ý là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, thá, giá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Panna pha rang visang yut tang tamahang pu mi brahmanang. Câu số 3, pan là trường âm nhấn, na là đoạn âm, pra là trường âm thông thường, rang là trường âm tập theo giọng nguyên âm. Quý con thấy dạo ví là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Yo dukkha sabbajana ti ithe wakaya mattano panna pharang visang yuttang tamahang pumi brahmanang. Yo dukkha sabbajana ti ithe wakaya mattano panna pharang visang yuttang tamahang pumi brahmanang.
Yo dukkha sabbajana ti ithe vakaya mattano banna pharang visang yuttang tamahang tu mi brahmanang. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 402. Yo dukkha sabbajana ti ite waka yamatanu banna farang visang yuttang tamahang pru mi brahmana yudukha sabajanati ite va warka yamatanu banna farang visang yuttang tamahang pru mi brahmana. Ai từ trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch tiếng chữ ngữ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và con đã phân tích xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lời dùm con. Và giờ thì kính cảm ơn đạo tràng nhiều, cảm ơn. Và Linh Trà thì từ không có nhìn thấy bàn tay của ai hết, thì từ thấy Sức Nhật Quỳnh. Dạ, xin thấy bàn tay của Lan Lê. Dạ, mình từ mời bàn tay của Lan Lê nhé. Nam mô Bích Trà. Dạ, dạ, hello. Dạ, dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh pháp, câu kinh pháp cú 402. Yo dukkha sabbajana ti ithe vakkham yamattano pannaparang visang yuttang tamahang brumi brahmanang. Yo dukkha sabbajana ti ithe vakkhayamattano pannaparang visang yuttang tamahang brumi brahmanang. Dạ, con xin phân tích. Yo là trường âm thông thường, dukkha là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, phá là đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, khá, giá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Yo dukkha sabbajana ti ithe vakkhaya mattano. Pan là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, bra là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng trường âm thông thường, bru là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thành na pa rằng quy sằng yut tăng ta ma hằng bru mi brahm ma năng. Yo dukkha sabbajana ti ithe vakkhaya mattano pannaparang visang yuttang tamahang brumi brahmanang. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin cảm ơn Ngài Trí Đức, con xin cảm ơn đạo tràng.
Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà Chị Bách Ta, Huynh An Trần, Tịnh Tâm và Sích Tô Thị Phụng cho Nhật Bình. Tô Thị Phụng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Quốc Hạnh. Cô tu nữ Tị Duyên rất mất rồi. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tị Duyên. Dạ, cảm ơn chị Kim Nhung. Dạ, cô tu nữ Tị Duyên có cần thử mic nữa không cô? Alo, cô có cần thử mic lại không? Nếu cô cần, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cô ạ. Hình như hôm nay cô không cầm mic được. Cô té hoài phải không? Dạ, vậy chắc cô không không được, vậy cô có cầm bích tôi nha. Dạ, cô Tự Duyên không cầm mic được rồi. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài câu pháp của kinh. Ô, minh chào ba ông thần vừa vào Đạo Tràng. Ba ông thần ngồi yên đó nha, nghe Nhật Quỳnh đọc bài xong rồi mời ba ông thần nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, con xin được trả bài ạ. Yo dukkha sabbacana ti ite vakkhayamattano bannapharang visangyuttang tamangsu visammanang. Yo dukkha sabbacana ti ite vakkhayamattano bannapharang visangyuttang tam hằng su mi sam ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, đúc khát hai trường âm nhấn, xá ba hai đoạn âm, cha na hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, ý đoạn âm, thê trường âm thông thường, quá khá giá ba đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Vô đúc khá sá bá chá na tí y thê quá khá giá mát tá nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tá đoạn âm, khoa trường âm thông thường, răng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, xăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dút trường âm nhấn, tăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường, quý đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Bành na pha răng quý sang dút tăng tá má hăng ru mi râm má năng. Yo dukkha sabbacana ta ite vakkhayamattano bannapharang visangyuttang tamahangsu visammanang. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kệ ạ. À. Nhật Quỳnh xin bớt bài ra cho cô Tị Duyên và ba ông thần
Rồi Nhan Ba Ân Thành. Ồ, hả, chưa ra bài hả? Chưa ra bài thì lên ra bài, chứ đâu phải cần mít ế đâu hả? Nhật Quỳnh thấy không ai cầm mít, Nhật Quỳnh lên cầm mít thôi. Tại Nhật Quỳnh nãy giờ lặn sâu quá nên không có biết vị nào trả bài chưa. Nên để Nhật Quỳnh kể xong mời Hà lên nha. À, không sao. Rồi, bàn tay ba ông thần rồi. Dạ, cảm ơn ba ông thần. Dầu đúc khá xa và cha na ti ý thê qua kha và mạt ta nô bàn na pha răng vì sanh vua tăng tạm ma hăng su vì sẩm ma năng dầu đúc khá xa bà cha na ti ý thê qua kha và mạt ta nô bàn na pha răng vì sanh vua tăng ta ma hăng su mi sam ma năng. Dạ, con đã trả bài và phân tích, con có sai chỗ nào con cung kính ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời ba ông địa, quên ba ông thần. Hello, hello, mọi người nghe con không ạ? Con cảm ơn. À, trước hết con phải làm đúng thủ tục. À, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ sư ông Trí Đức và quý sư ông hiện diện trong room. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý cô chú, anh chị và em. Con định mời chị Hà lên trước để con có thời gian với con coi bài. Nhưng mà chị không lên cho nên con phải lên để con phân tích, con bắt chước cô. Con xin đọc và phân tích cô Kinh Pháp Cú 402. Để con kéo xuống con đeo bằng phô nè. Yo dut khasapacha na di ite wakayam mất ta nu pan na pha rang vi san yu tang tam ma hang pru mi pram man nang. Yo dut khasapacha na ti ite wakayam mất ta nu pan na pha rang vi san yu tang tam ma hang pru mi pram man nang. Và sau đây con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo là trường âm thông thường, dut là trường âm nhấn, khas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ý là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, khá là đoạn âm, giá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và tiếp theo là con phân tích câu 3 và câu 4. Pan là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, răng là trường âm độc thân giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm độc thân giọng nguyên âm, yút là trường âm nhấn, tăng là trường âm độc thân giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hăng là trường âm độc thân giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, đúng rồi.
Dạ, má là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Và sau đây con xin đọc lại nguyên bản. Yo dut kasapacha na ti ite wakayamatano pan napa rang visang yutang tamahang pru mipram manang. Con nghe là cho ông nghe là con đọc sai, cho ông chữa con và cho ông thương con lắm, không biết là đâu. Để thay đổi không khí đó là con xin kể. Hôm nay con sẽ kể theo địa gì ta? Con xin sám hối trước nha. Con chỉ muốn làm cho rung vui vui một chút thôi. Con xin kể theo điệu Blue Chart. Xin ông đừng có là con. Blue Chart là phải vô như thế nào? Dạ. Yudu Kasa Sapanati Itewaka Yamatanu Pandaparang Wisanyutan Tamahangpu Bipramanang. Để con kể lại lần nữa. Yudu Kasa Sapanati Itewaka Yamatanu Pandaparang Wisangguta Yutan Tamahangpu Bipramanang. Và con xin chư ông với các cô chú muốn con kể theo điệu Mambo Cha 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 không? Nếu mà vui lòng cho con xin số 1 là con sẽ kể nhanh. Mambo Cha Cha Cha, con được con điệu thì khác nhưng mà vẫn đúng theo cái format của sư ông. Dạ. Thì con sẽ kể theo điệu Mambo Cha Cha Cha. Ok. Yudukasa sapanati itewaka yambatanu panapang wisanyutan tamahangpu mipramanang. Đó, đó là điệu Cha 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 Cha. Và sau đây để cô cho con bài tứ. Sau đây con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đây là lời dịch theo Thể Thơ Ngụ Ngôn của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Ái từ chính nơi này, giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Và sau đây con hết, và trước khi con xuống con kính xin ông đừng la con, và con xin mọi người vui vẻ. Và con xuống là con mời em mời chị Hà. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Sa thu, lâu quá mới gặp lại sư ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo. Rất là lâu, nhưng mà khi vào đến đạo tràng thì sư ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo vẫn căn bản ha, vẫn căn bản, vẫn nhớ lại trường âm, đoạn âm. Nhưng mà trong cái trường âm, đoạn âm thì quý vị thấy phân tích rất là chuẩn. Riêng cái chữ Khayamattano thì chữ no này không gọi là trường âm thông thường, mà gọi là trường âm tông tường. Đối với chúng ta khi mà tông tường là cái u đầu sức chán nè, nhưng mà ba ông thần này tông tường thì bình thường thôi, không có sao hết. Ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo đến với đạo tràng của chúng ta làm cho cái không khí của đạo tràng sinh động ha, làm cho sống động ha, làm cho đạo tràng của chúng ta cảm thấy tươi trẻ hơn,
rất là hoan hỷ. Cái gì? Cái dũa là cái chắc là gì? Thông thường thì nói thông thường, những cái trường âm khác đọc rất là chuẩn, nhưng mà tới chữ nô này là thông thường cổ đế vậy đó. Không sao. Rồi, hôm nay trong đạo tràng của chúng ta quý vị rất là nhiệt tình lên sinh hoạt rất là nhiều, và quý vị rất là tiến bộ. Đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Thì đúng rồi, chứ cũng để ông thần tài, ông táo với một cái tinh thần tươi trẻ, sống động, linh động, làm cho đạo tràng hay hoan hỷ, vui, không có sao hết. Nhưng mà cái chỗ nào đúng thì nói đúng, chỗ nào sai thì nói sai, chứ có gì đâu. Cho nên quý vị không chú ý rồi cả một cái đạo tràng chúng ta theo một cái quy luật như vậy rồi. Trường âm thì nó cũng có loại trường âm thế nào, nhưng mà quý vị cứ nghe thông thường riết là tới chỗ này tông tường cái là thấy u đầu sức chán thì sao. Cho nên quý vị cũng phải chú ý một chút. Khi chúng ta nghe, chúng ta phải biết đúng và sai. Biết đúng và sai để rồi chúng ta có một cái sự nhận định nhé. Chứ còn bây giờ chúng ta nghe rồi cái bỏ qua không được. Cái nào đúng thì nói đúng, cái nào sai thì nói sai. Cái điều chúng tôi quan hệ là ít vào rung, nhưng mà khi vào thì vẫn là căn bản ha. Quý vị thấy ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo đến với đạo tràng của chúng ta vẫn còn nhớ chứ không phải là quên hết. Chính cái vấn đề đó là một cái điều mà chúng tôi quan hệ. Rồi, bây giờ thời gian không còn nhiều, chúng ta đi vào từ vựng của câu Phật ngôn này. Câu đầu tiên, Yodukkhasabacchanati. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. Chỉ vô là người nào, nó đứng làm chủ từ, do cái đại từ giá. Vô là người nào, ở đây dịch là ai? Dukkhasa, chữ Dukkhasa do cái từ Dukkha. Dukkha là một danh từ trung tính, Akrantanapumsakalinga. Và Dukkha này được chia theo sở hữu cách số ít, Chathi Vipatti Ekavachana. Trên này Dukkha biến thành Dukkhasa. Dukkhasa là của sự khổ đau, của đau khổ. Rồi, Bacchati, đây là một động từ số ít. Động từ số ít, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ba, nó chỉ nhấn mạnh cái căn ngữ nha. Căn ngữ nha, nha ở đây có nghĩa là biết ha. Chanati, đây là một động từ số ít, gọi là hiểu rõ. Bacchanati là biết, là hiểu rõ. Rồi, bây giờ câu số 2, Ithe Wakhayamattano. Câu số 2 có hai từ. Ithe wa do hai từ cộng lại. Itha là này, đây, ám chỉ là kiếp này ha. Rồi e wa nó nhấn mạnh cho cái từ ý tha. Ý thề quá có nghĩa là trong kiếp này. Ý thề quá trong kiếp này. Rồi, Khayamattano do hai từ, tức là chữ khai dân cộng với attano. Khai dân do cái từ khai ya, nó là một danh
từ nam tính Akaran Tapung Linga. Chữ khai giá này được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo quy pháp tỷ ê cầu quá chạy na. Chữ này khai giá biến thành khai dân. Khai dân có nghĩa là sự đoạn tận. Khai dân là sự đoạn tận ha. Rồi Atano là chính bản thân. Atta do từ Atta. Nhưng mà Atta được chia theo sở hữu cấp số ít. Tức là chắc thì vì phát tỷ có quá trình ha. Cho nên Atta biến thành Atano. Atano của chính bản thân ha. Rồi như vậy thì câu 1, câu 2 Vô đúc khá bạch chà nà tí ý thề quá khá giam mắt ta nô. Vô đúc khá sá bạch chà nà tí ý thề quá khá giam mắt ta nô. Người nào nhận biết được sự đoạn tận khổ đau của bản thân ngay trong kiếp này. Ý nghĩa câu 1, câu 2 người nào nhận biết được sự đoạn tận khổ đau của bản thân ngay trong kiếp này. Và câu số 3 Bành na pha rằng quý sằng vô tầng. Bành na pha rằng quý sằng vô tầng. Câu số 3 người nào nhận biết được sự đoạn tận khổ đau của bản thân, của bản thân ngay trong kiếp này. Rồi câu 3 ha. Bành na pha rằng quý sằng vô tầng. Câu số 3 Bành na pha rằng. Bành na pha rằng do hai từ Bành na, đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã trút xuống, đã rớt xuống. Chữ bành na đã trút xuống, đã rớt xuống. Và pha răng do cái từ pha rá. Pha rá nó là một danh từ nam tính Akaran Tapung Linga. Pha rá ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ giá cấu quá trình á. Cho nên pha rá biến thành pha răng. Pha răng có nghĩa là gánh nặng. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau. Bành na pha răng có nghĩa là gánh nặng đã được đặt xuống. Gánh nặng đã được đặt xuống. Rồi cái từ số 2 quý sân vô tầng. Sân vô tầng có nghĩa là ràng buộc. Nhưng mà có tiếp đầu ngữ tiếp đầu ngữ quý ở phía trước. Quý ở đây nó tương đương với chữ ná, chữ á, chữ anh ha. Có nghĩa là không. Quý sân vô tầng là không bị ràng buộc. Chữ đặt ha. Chữ đặt là chữ T chứ không phải chữ C ha. Sư Nhật Quỳnh. Cái nặng đã được đặt xuống. Rồi đúng ạ. Còn chỉ đặt mà chỉ xe có nghĩa là đặc sệt đặc biệt ha. Vậy thì câu số 3 này ha. Câu số 3 này có cái nặng đã được đặt xuống, không bị ràng buộc. Có gánh nặng đã được đặt xuống, không bị ràng buộc. Quy sân vô tăng là không bị ràng buộc. Xuống không bị ràng buộc. Tamahang pru mi brahmanang. Như Lai
gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu cuối cùng thì quý vị thấy học nhiều quá rồi ha, cho nên nhìn vô là biết liền ha. Rồi, như vậy câu Phật ngôn 402 cho chúng ta một ý nghĩa. Người nào nhận biết được sự đoạn tận khổ đau của bản thân ngay trong kiếp này, có gánh nặng đã được đặt xuống, không bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Rồi, xin lặp lại. Người nào nhận biết được sự đoạn tận khổ đau của bản thân ngay trong kiếp này, có gánh nặng đã được đặt xuống, không bị ràng buộc, ta vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, trong đời giải thoát đứng đầu Bà La Môn. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, trong đời giải thoát đứng đầu Bà La Môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Như vậy thì ý nghĩa tự vấn chúng ta cũng đã thông qua. Và tiếp theo, đây là duyên sự của câu Phật ngôn 402. Câu Phật ngôn 402 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên, quý vị còn nhớ chùa Kỳ Viên không ạ? Bây giờ quý vị thử coi như chát lên chữ chùa Kỳ Viên tiếng Bali là sao. Alo, chứ nhiều khi nói xin Nhật Quỳnh miệng liền ha, chê ta quá na, rồi chính xác. Chê ta là tên của thái tử Kỳ Đà ha. Quá na là cái một khu rừng một cái vườn, vườn cây, đây là vườn Thượng Uyển ha, của thái tử Kỳ Đà. Cho nên chê ta quá na có nghĩa là cái kỳ viên là cái lấy tên của thái tử đặt cho cái khu đất đó, cái ngôi nhà làm đó, gọi là Kỳ Viên tịnh xá hoặc là chùa Kỳ Viên. Bởi vì chính ngôi chùa này không tốn một đồng xu nào hết mà thái tử Kỳ Đà dâng đến cho Đức Phật. Khi mà ông cấp vô độc ông mới trải vàng ra. Thế tử Kỳ Đà đâu có muốn bán đâu, nhưng mà khích để coi thử ông cấp vô độc dám làm hay không. Đó, bây giờ ông cái khu vườn của tôi nè, ông trải vàng tới đâu thì ông lấy tới đó. Ông trải hết được cái khu vườn này thì ông lấy cái vườn Thượng Nguyễn này. Nhưng mà nói thách người ta, ai ngờ ông cấp vô độc ông làm thiệt ha. Bên Xích Hà cũng có chùa Kỳ Viên nè, đúng rồi, có Thượng Tọa Thánh Tông đang ở nè, Ngài Kim Tiểu là viện chủ nè chùa Kỳ Viên. Nhưng mà chùa Kỳ Viên bên Xích Hà cây cối không có cây nào hết á, không có cây cối gì. Viên là phải có cây cối, vườn tược này kia. Đấy, chùa nhỏ cái là nó hơi chật chội ngay mặt đường ha. Thì trở lại vấn đề là ông cấp cô độc á, ông trải vàng còn có một khoảnh nhỏ thôi, còn một góc chút xíu thôi. Ông suy nghĩ bây giờ mình lấy vàng ở chỗ nào cho nó lẹ để trải khoảng này cho xong. Trong khi suy nghĩ như vậy thì Thế Tử Kỳ Đà mới tới, hỏi sao trải vàng ra rồi tiếc hay sao mà coi như đứng ngẩn ngơ vậy.
ông Cấp Lao Động nói, ô, tôi đương suy nghĩ lấy vàng ở đâu cho nó gần để đem lại đây trả chỗ này cho nó xong. Thì ông Thái Tử ngạc nhiên, ông làm gì gấp quá vậy? Ông làm gì mà ông lấy cái đất của tôi, ông muốn làm cái gì để mà ông suy nghĩ kỳ vậy? Vậy ông nói tôi lấy cái khu vườn này để tôi làm một cái nơi mà để cho Đức Phật về đây ngự thường xuyên, rồi nhà thuyết giảng giáo pháp, chúng ta tu tập. Ồ, ông kia Thái Tử Kỳ Đà nó ô, cái ông này tuyệt vời quá. Nghĩa là không vì chính bản thân của mình mà lo cho Tam Bảo, lo cho Đức Phật. Với một cái tinh thần này thì trên đời này không có người nào giống như ông này. Cho nên quan hỷ quá, nhà Thái Tử Kỳ Đà nó thôi được, ông khỏi cần đi lấy vàng nữa, tôi biếu tặng cho luôn cái khu vườn này, nhưng mà với một điều kiện, ông làm gì thì làm, nhưng mà cái tên của tôi là ông phải để, ông thành lập ở đây là cái gì gì cũng không biết, nhưng mà tên tôi ông phải để. Như vậy thì ông Cấp Lao Động một quan hỷ, được thôi, cái con người của đồng đều nhau cả thảy mà, cho nên mới lấy khu vườn đó đặt tên gọi là Kỳ Viên. Kỳ Viên hay chùa Kỳ Viên hay là Kỳ Viên Tịnh Xá, có tên của Thái Tử Kỳ Đà ha. Thì nói như vậy để cho quý vị có một ấn tượng là chùa Kỳ Viên thời Đức Phật đẹp, vườn tược cây cối đẹp, chứ không phải như cái chùa Kỳ Viên bên Xích Hà, Xích Tịnh Tâm coi như là không có cây nào ở trong chùa hết. Trong lóc mà vô chặt chội lắm. Kỳ Viên quý vị qua Ấn Độ bây giờ thấy cái nền chùa còn nè, được vậy, nhìn vô lại động tâm liền. Nhớ lại thời quá khứ một cái nơi này Đức Phật ngự trị, làm cho tâm của chúng ta coi như rung động. Thôi bây giờ đi vào vô sự chứ, nên là cái này gọi là cà kê dê ngỗng á, nó hơi dài dòng. Khi mà Đức Phật chưa ban hành giới luật thì có một người nô lệ của một vị Bà La Môn. Người nô lệ này trốn ông chủ, xin được xuất gia trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư. Và cái vị này đã chứng đạt quả vị Lậu Tận, tức là chứng đạt qua vị A-la-hán. Thì một hôm vị Bà La Môn này đi kiếm người nô lệ của mình, nhưng tìm kiếm hoài không gặp. Thì khi mà Đức Phật cùng với Di Tăng đi khất thực thì thấy cái người nô lệ của mình trong cái hàng Di Tăng đó, mà hôm nay vị nô lệ đó là một vị trưởng lão đi chung với Đức Phật đi khất thực. Thì cái ông Bà La Môn này chạy tới nắm lấy y của vị trưởng lão này kéo lại. Đức Phật ngài mới quay lại, ngài hỏi: "Này ông Bà La Môn, cái chuyện gì vậy?" "Thưa Sa Môn Gotama, cái người này là nô lệ của tôi." "Này ông Bà La Môn, vị tỳ kheo này đã đặt cái gánh nặng xuống rồi." Khi mà nghe cái tiếng đặt gánh nặng xuống thì ông Bà La Môn này biết rằng đây là một vị thánh tăng, một vị A-la-hán. Thì ông ta ngạc nhiên và hỏi Đức Phật: "Thưa Sa Môn Gotama, có thật như vậy không?" "Thật vậy, này Bà La Môn, vị này đã thành đạt cái mục đích của phạm hạnh." Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 402. Rồi bây giờ lặp lại ha, câu Phật ngôn 402: "Yo dukkha sabbacana tiithe vakkhayammatano bannapha rang visangyuttang tamahang pru mikrammanang." Ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Với ý nghĩa câu Phật ngôn 402,
cho chúng ta thấy tớ trốn đi tu khiến chủ nhà theo tìm bắt gặp muốn lôi ra. Phật ngăn chủ lại rằng ông đó nay chẳng còn mang nợ thế gian. La hán không còn nợ một ai, gánh đời đã hết nặng quằn vai. Người mà thoát khổ khi còn sống đáng gọi Bà La Môn đức tài. À, như vậy thì duyên sự của Phật môn này chúng ta thấy cũng có nhiều trường hợp đi tu chứ ha. À, đi tu để trốn nợ, đây là trường hợp của cái vị này. Nhưng mà trốn nợ khi cái nặng đặt xuống, tức là đã hết nợ. À, chúng ta thấy nợ trong tam giới thì có 6 hạng người xuất gia ha, để đi tìm sự an lạc. Mà 6 hạng người xuất gia đó có 1 hạng người và để đi tu để trốn nợ. Thì cái người đi tu trốn nợ để khi mà chủ nợ bắt gặp á, nhưng mà không có đòi nợ được. Bởi vì sao? Người này đã phủi sạch rồi, gánh nặng đã đặt xuống rồi, cho nên cái ông chủ đó không thể bắt cái người này về làm nô lệ cho mình được. Nếu cái người đi tu đó chưa chứng đắc thánh quả, gánh nặng chưa đặt xuống, thì chúng ta còn nợ cả chủ mà còn nợ nợ đời nữa chứ. Thì đây là một trường hợp mà chúng ta thấy rằng mục đích của phạm hạnh, tức là người này đã đặt gánh nặng xuống. Cho nên một số mà quý vị thấy rằng khi mà xuất gia, Đức Phật gọi là ê hí phí khú, tức là người đó đã đào tạo nhiều ba la mật rồi, cho nên khi mà gặp được Đức Phật và nhất là cái người đó là những thiền nam tử đã từng làm chủ lễ dân y, cho nên khi mà có quả nó chỗ được gặp Đức Phật thì dù một người hay là đông người, một người thì ê hí phí khú hay là đây thực hành phạm hạnh để chấm dứt sự khổ đau, còn đông người thì ê hí phí khả tha, tức là số đông ha. Số đông thì khi mà dương lành đầy đủ thì Đức Phật chỉ gọi là ê hí phí khú là xong ngay, vì đó sẽ chứng đạt được quả vị coi như là sơ quả Tu Đà Hòa. Nhưng mà khi mà không có cơ, ví dụ như ông Ba Hy Giá khi gặp Đức Phật thì Đức Phật thuyết rất là ngắn, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng này. Ba Hy Giá, ngươi không phải là cái đó. Ông ta nghe là chứng đắc thân, nhưng một khổ ông một nỗi, Đức Phật không cho ông ta xuất gia theo cái kiểu ê hí phí khú, mà xuất gia bằng cách thông thường, nghĩa là đi tìm kiếm y bác đi, khi nào có đầy đủ thì tới, Đức Phật cho xuất gia. Nếu ông ta trong quá khứ đã từng là thi chủ lễ dân y thì chắc chắn là y bác sẽ phát sinh do thần thông. Trong khi mà đi kiếm y bác đó, thì ông ta bị sao? Bị bò nó hút chết. Bò hút chết, tức là còn mắc nợ trần gian, còn mắc nợ sanh tử, còn mắc nợ do cái thân ngũ uẩn. Nhưng mà gánh nặng ông ta đã đặt xuống, tức là ông ta không còn vương vấn nợ trần. Ông ta đã là một vị thánh nhân, một vị A-la-hán. Cho nên khi mà đi bác trở về ha, trên đường đi về, ông ta trên con đường đi tìm kiếm y bác thì bị bò hút, thì thấy cái xác của ông ta nằm bên vệ đường. Đức Phật bảo chư tăng, những người cư sĩ hãy lo làm lễ trà tì giống như một vị thánh tăng. Trong cái chết á thì quý vị cũng biết là
có những cái chết mà nó cao cả, có những cái chết mà đáng tôn trọng, có những cái chết mà coi như là tính bơi à, rất là bình thường. Nhưng mà đây cái xác chết này được tôn trọng. Đức Phật bảo rằng sau khi trả tỳ, hãy gom xương cốt của vị này, hãy gom xá lợi của vị này, làm một cái tháp bên vệ đường, làm một cái tháp để cho bà con chiêm bái, lễ bái. Thì đó là một vị thánh, một vị A-la-hán, chứ không phải là một nhân vật tầm thường. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật này, các vị A-la-hán này, cha mẹ này, thầy tổ này, đó là những cái nhân vật xứng đáng được tôn kính phụng thờ. Thì đây dù là một người cư sĩ nhưng mà đã đắc thánh quả A-la-hán thì đó là một vị thánh, cho nên phải tôn trọng. Bởi vì cái vị này gánh nặng đã đặt xuống, tâm của vị này không còn sanh hữu, trong tương lai không còn thai sanh, nhưng mà cái thân ngu quẩn này phải chịu trả quả, phải chịu trả quả. Vậy thì với cái câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng tớ trốn đi tu khiến chủ nhà theo tìm bắt gặp muốn lôi ra. Phật ngăn chủ lại rằng ông đó nay chẳng còn mang nợ thế gian, tức là la hán không còn nợ một ai, gánh đời đã đặt nặng quằn quại, đã hết nặng quằn quại. Người mà thoát khổ khi còn sống đang gọi bà là môn đức tài, tức là trên cái thân xác của người ta còn cái thân ngũ uẩn này là còn chịu khổ, chịu trả quả. Chúng ta thấy giống như ngài Mục Kiền Liên ha, đệ nhất thần thông ha, cánh tay trái của Đức Phật ha, tức là khi mà ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng thì ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình để minh họa, để cho thính chúng thấy rõ cái sự thật. Thì ngài Mục Kiền Liên là một cái vị đệ nhất thần thông, thế mà còn phải bị trả quả một cách đau khổ vì cái thân ngũ uẩn này. Ngài chứng đắc thánh quả là hẳn chỉ trong vòng từ khi xuất gia 7 ngày sau là chứng đắc thánh quả là hẳn. Ngài đạt được cái quả vị này nhanh hơn ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất tới 15 ngày, còn ngài Mục Kiền Liên chỉ có 7 ngày. Nhưng mà thân ngũ uẩn này phải chấp nhận trả nghiệp, bởi vì quá khứ đã bất hiếu đối với cha mẹ, cho nên bây giờ phải thọ khổ 500 tên cướp nó bầm ngài nát như tương. Chúng ta thấy cái ác nghiệp nó theo đuổi, mặc dù cái gánh nặng đã đặt xuống, tâm của ngài không có vướng bận gì nữa hết, không có vướng bận gì hết, mà biết đây là cái ác nghiệp nó trả quả thì ngài chấp nhận. Lần thứ nhất trốn, lần thứ hai né, nhưng mà lần thứ ba thì phải bị té thôi, tức là phải gục xuống do cái ác nghiệp. Thôi thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc, thời gian cũng vừa phải lá. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để trụ thành phục quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin quan lực vô biên chư toàn giác Phật giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam chúng nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so phi vô phô tu sa phật đà. Do lời chân thật này, cái nhân vật phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiên hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Trong ngày vị lai